đố bạn biết gia đình nào chuẩn bị đón thành viên mới? Nhà linh bí, mèo ú hay là khoai tây? Chuẩn nhà khoai tây luôn. Cùng xem hành trình đón em khoai của bố mẹ Nhung Tuấn nha. Like vào việc nào. Câu 1, sắp tới nhà khoai tây sẽ có thêm em trai hay là em gái? Chị Nhung là xinh nhất rồi. Vì ngoài anh Tuấn ra còn có tận 2 boy nữa mà. Một là anh quả khoai tây, hai là em út pizza đấy. Câu 2, chị Nhung dự sinh vào tháng mấy? Theo lịch thì tháng 7 chị ấy sẽ hạ sinh pizza nè. Hóng quá luôn á. Cơ mà sinh sau VV 1 tháng nên fan tha hồ ăn cỗ nhà này rồi đến nhà kia nhé. Gãy. Sức khỏe chị Nhung có phần yếu đi khi mang bầu nên bà mới tạm nghỉ thôi à. Sinh xong bà lại đi đóng phim cho fan xem đấy. Ngày hôm nay Nhung quay vlog này để giải thích cho mọi người tại sao khoảng 1 tháng rưỡi vừa qua Nhung mất tích. Đó là vì một lý do rất đơn giản thôi. Nhung có bầu em bé thứ hai và sức khỏe yếu hơn nên là Nhung đã nghỉ dưỡng thai, nghỉ sinh sớm hơn dự định một chút mọi người ạ. Cái này thì mong là mọi người thông cảm nhá. Câu 4, anh Khoai đã có thay đổi gì lớn trong năm nay? Tuổi của Khoai thì chỉ cần không báo là may rồi, chứ làm gì ổng biết làm việc nhà. Năm nay anh Khoai chính thức đi học mầm non rồi nè. Bố mẹ Khoai, ai là người hay đăng tải video của em ấy? Bà nội phụ trách trông Khoai nên bà hay đăng video của Khoai lắm. Bạn nào đu idol này thì kiểu gì cũng follow bà nội của Khoai. Câu 6, cơ mà khoai này là khoai gì nhỉ? Này là khoai tây nha mấy bố ơi, còn khoai lang là cậu cả nhà Đạt Villa. Bạn thấy khoai nào chất lượng hơn? Thích chụp ảnh là có thật mọi người ơi. Cứ đến sinh nhật ai hoặc kỷ niệm gì là nhà Khoai lại xách đồ đi chụp hình á. Mọi người ơi, hôm nay Khoai đi chụp ảnh kỷ niệm 1 tuổi đây. Thơm. Câu 8, đây là lần chụp hình có mỗi chị Nhung nè. Đố bạn biết chị Nhung chụp bộ ảnh này nhân dịp gì? Bầu anh Khoai thì hai vợ chồng chụp rồi. Lần này bầu pizza có mỗi bà tự đi thôi nè. Xinh hết nấc luôn nhé. Câu 9,
nhật của thành viên nào trong gia đình khoai tây có nhiều số 9 nhất? Trang Trang sở hữu nhiều số 9 nhất là khoai tây này. Em sinh ngày 19 tháng 9 luôn đấy. Nhà này mỗi người một cung hoàng đạo khác nhau nhé. Ngày hôm nay ta cùng happy birthday. Đến giờ bạn có biết khoai tây có tên thật là gì không? Idol Giang Đông 2 tuổi xin chào cả nhà. Chẳng mấy mà lại đến sinh nhật của em đâu. Lót dép hóng trò nào. Tên kênh TikTok của khoai tây là gì? Mới có 2 tuổi mà em đã có kênh TikTok riêng rồi đó. Bố Tuấn đặt cho em cái tên là Trần Gia Hưng này. Cơ mà nhiều khi tôi còn không biết ổng tên là Gia Hưng luôn đấy. Ông biết là mẹ mệt nên bám bố hơn hay sao ấy, đi đâu cũng bố bế nè, nhất cậu cả rồi nhé. Thế bạn thấy khoai giống ai hơn nhỉ? Càng lớn em càng giống bố hơn nha. Nhưng được cái đẹp trai hơn bố đấy. Bé xíu đã có lượng fan đông đảo rồi. Khoai ơi, khoai, khoai có thích con này không? Khoai gật đi để bố biết nè. Bố mua cho khoai nhá. Để đi cầm khoai ạ bố đi. Khoai ạ bố đi. Bố mua cho khoai luôn. Ok khoai. Câu 14, bạn đoán xem pizza sau này sẽ giống ai? Comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi. Giờ thì cùng lót dép hóng chị Nhung đi sinh thôi nào. Đừng quên like và đăng ký kênh cho chị Kính nha. Bye bye.